Xin chào các bạn có khỏe không? Hôm nay mình sẽ giới thiệu căn nhà của mình ở Nhật Bản. Chào mừng đến nhà mới của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu nhà mới của chị ở Kyoto và giải thích thú vị ở nhà Nhật. Thì ở đây là phòng phòng vào khi đi vào căn nhà ở Nhật, và nó là nơi rất quan trọng vì ở Nhật cơm vào mà nhảy không bao giờ, nên là rất bật lịch sử vì luôn luôn có nơi như vậy và tủ giấy. Vâng. Và có thể đi mang tất mà chị không mang tất vì mình không mang tất vì không thích tất hay dịp. Vâng, và ở đây là phòng tắm, và phòng tắm ở Nhật rất thú vị vì bình thường có hai phòng. Có một phòng ở đây được gọi là semenjo, đây là nơi để rửa mắt vì có thể rửa mắt ở đấy, và có phòng tắm, và ở phòng tắm có thể tắm bằng tất cả ở đây, cũng ở đây cũng ở kia. Để không sao, đây là một phòng. Vâng, nó là máy giặt của chị. Và ở đây là phòng lên lớn nhất của căn nhà của chị, nó là tàu bếp. Về tủ lạnh mới, và mình rất hạnh phúc vì nó có thể làm đá. Có đá. Vâng, và mình không biết. Không nhà ra đi mua khi mua tủ lạnh này. Vâng, và có gì không không lau. Vâng, xin lỗi nhé. Và vâng, có rất nhiều gia vị vì mình nấu ăn rất nhiều. Và ở đây là phòng khách. Vâng, và cũng có pizza. Vâng, hôm nay nó là sinh hoạt của của mình. Và ở đây là gọt rác vì mình không có nơi để lấy rác, và ở Nhật không không thể không thể lấy ra rác bất kỳ khi muốn phải có một một cái lịch. Vâng, mà phải gửi không phải dựa lịch. Vâng, không sao. Và ở đây là phòng văn phòng của mình, và có rất nhiều cây. Vâng, và cũng có một cột nhấc với đàn cô tô và guitar, và có rất nhiều sách vì mình thích đọc mà không có rất nhiều thời gian để đọc, và cũng có một mâm yoga. Vâng, và ở đây là phòng ngủ mà không có rất nhiều thứ ở phòng ngủ, mà một thứ rất thú vị là ở đấy đã không có đèn, và bây giờ có, và để tắt và chặt đèn thì phải sử dụng cái này vì
sự thật là ở nhà của chị có hai phòng không có nút để tắt đèn vì khi chuyển ở nhà này chị phải mình phải mua bộ chuyển hai bộ chuyển vì không có thể làm một đèn nhưng mà một đèn xa xỉ như như vậy vâng nhưng mà không thể lấy một một bóng bóng đèn vì mình mua một bộ chuyền để tắt vì không có nút và một bộ chuyền khác để lấy một một bóng đèn vâng vì là rất thú vị. Chị nghĩ vì chị đã không biết có nhà như vậy vì cũng có nút ở phòng khách mà không ở phòng ngủ và cũng không ở văn phòng của mình. Cảm ơn vì thay video của mình nha và nói cho mình nhà của bạn thế nào và cái gì là thú vị ở nhà của mình nhé. Đã tất cả cho video này. Chúng ta gặp trong video tiếp theo nhé. Tạm biệt.